Mái kính cường lực là một giải pháp kiến trúc hiện đại mang lại vẻ đẹp sang trọng và tinh tế cho các công trình. Tuy nhiên, do tác động từ ngoại lực hoặc điều kiện thời tiết khắc nghiệt, mái kính cường lực có thể bị nứt hoặc vỡ. Bạn đang gặp phải tình huống mái kính cường lực bị vỡ? Hãy gọi cho Tasona, chúng tôi là đơn vị chuyên nghiệp trong lĩnh vực sửa chữa và thay thế mái kính cường lực. Cam kết mang đến cho bạn dịch vụ chất lượng cao với giá cả cạnh tranh. Dịch vụ của chúng tôi sẽ bao gồm: đội ngũ kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ đến tận nơi khảo sát thiệt hại, tư vấn giải pháp tối ưu và báo giá chính xác. Chúng tôi sử dụng kỹ thuật tiên tiến và vật liệu chất lượng cao để sửa chữa các vết nứt vỡ nhỏ trên mái kính, đảm bảo tính thẩm mỹ và độ an toàn. Trong trường hợp bị vỡ nặng, chúng tôi sẽ thay thế toàn bộ mái kính mới với sản phẩm chính hãng, đảm bảo độ bền và an toàn lâu dài. Chúng tôi cung cấp dịch vụ bảo trì định kỳ và vệ sinh mái kính, giúp duy trì vẻ đẹp và tuổi thọ của mái kính. Với nhiều năm kinh nghiệm trong nghề, đội ngũ kỹ thuật viên của chúng tôi luôn sẵn sàng giải quyết mọi vấn đề về mái kính một cách nhanh chóng và hiệu quả. Chúng tôi chỉ sử dụng kính cường lực chính hãng, đảm bảo độ bền, an toàn và tính thẩm mỹ cao. Sau khi hoàn thành, chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng để đảm bảo mái kính hoạt động tốt trước khi bàn giao cho khách hàng. Để nhận được sự tư vấn và hỗ trợ nhanh chóng, quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua hotline 0968 720 135. Hãy để chúng tôi giúp bạn khôi phục lại vẻ đẹp và sự an toàn cho công trình của bạn với dịch vụ sửa mái kính cường lực bị vỡ chuyên nghiệp và đáng tin cậy. Bạn đừng quên đăng ký kênh để được theo dõi nhiều video hữu ích về vách cửa kính cường lực nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại!